Đi luôn ra. Đổ nhanh vậy. Kênh YouTube của anh em mình, ok. Cảm ơn anh em đã like và chia sẻ trong thời gian qua và ủng hộ anh em mình hết sức có thể. Và hôm nay anh em tôi làm món gà suối mỡ. Đây là gà suối mỡ nha anh em. Đây con gà anh em tôi treo cổ rồi này. Đây là suối mỡ. Gà là đồ phán án tự hình 4. Đấy, lửa bên kia anh em tôi đốt rồi. Trước khi vào làm gà anh em tôi làm vài quả cho nó tưng bừng này. Thì vẫn là quả pháo cũ. Đây. Còn có dễ thương, cu đây chịu. Đây hôm nay là thiếu cái màu gà thôi. Ok. Cho tí xôm nào. Rồi đặt gốc đây không. Ra để tao chạy. Ôi. Ôi. Thấy chưa? Chưa chưa, con mồi, con mồi kìa. Khó rồi. Hay lắm. Thì bây giờ mình sẽ nấu quán này nhanh máu người. Giữ anh. Máu người chuẩn bị chạy xe nhanh. Từ 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 từ. Từ 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 từ. Rồi ok ok ok. Trời ơi giữ. Giữ luôn mọi người ơi. Giữ quê mọi người ơi. Thiệt lè giữ quê đi. Mọi người ơi giữ. Mình sẽ test một quả ném mua đống lửa nha anh em. Ừ. Đâu? Để em xem lại đi. Nhìn chưa tin đồ lắm. Xem lại như nào. Ok, giờ anh em tôi bắt đầu cho gà vào nha. Rồi giờ anh em tôi đổ dầu vào nhá. Đó. Dầu sôi rồi anh em tôi bắt đầu xối dầu lên gà nhá. Ok, sau 30 phút thì gà sắp chín rồi nha anh em. Ui giòn rút đây. Còn một con nữa anh em ạ. Chưa xong đâu. Gà chín rồi nha anh em. Đó, ủa thơm đấy. Ok anh em, gà chín rồi nè. Đây là con thứ hai con nướng. Lấy đây. Mình không đâu. Lấy hai con này anh em. Vô vô, rồi ăn đi anh em. Đổ nước chấm ra đi.
mời các bạn nhá. Mà nghe thấy không? Mời mọi người nhá. Hôm nay anh em tôi ăn mừng 1.000 subscribe anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ. Sau 8 tháng làm vất vả, chuẩn bị được bật kiếm tiền rồi. Anh em sẽ đầu tư những video chất lượng hơn. Ừ. Xe cái tập lái à? Các bạn có ý tưởng hay gì thì cứ comment này. Anh em sẽ thực hiện. Nhanh đi. Cho anh đủ rồi bay. Thôi thôi, đừng có để ý. Mẹ làm giúp. Vì nhớ. Mày là nhớ đấy. Ôi giời. Mày. Đây, đây, đây. Đi đây. Ăn đi em. Ừ, trời. Mà gà ngon đúng không? Trời. Ơi anh em kia đang ăn. Anh em tôi kết thúc video tại đây đây. Nếu anh em thấy hay thì cho tôi một đăng ký kênh, một chia sẻ nhá. Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ anh em tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye anh em ơi. Bye bye. Bye bye anh em nào.